Tiếp tục tìm hiểu về cách sử dụng của Last Array. Nếu như chúng ta muốn in ra danh sách các phần tử trong một mảng nào đó, thì với những kiến thức mà chúng ta được học, thì chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp for để in ra. Như ví dụ mà tôi trình bày cho các bạn, tôi có một array chứa các phần tử kiểu chuỗi. Sau đó tôi muốn in ra các phần tử này thì tôi phải gọi một vòng lặp for cho biến y chạy và y bằng 0, y bé hơn chiều dài của mảng. Hoặc cách thứ hai, chúng ta có thể sử dụng for str 2.arrayGen, sau đó in ra các phần tử str này. Và khi thực thi thì các bạn thấy chúng ta đã in ra được thông tin các phần tử trong một mảng. Và đây là những mã nguồn mà chúng ta chưa sử dụng đến last array. Nếu như chúng ta muốn sử dụng đến last array thì nó sẽ có một phương thức hỗ trợ cho chúng ta in ra thông tin của một mảng khá tốt. Ở đây tôi cũng trình bày luôn cho các bạn. Tôi sẽ copy nội dung này xuống để chúng ta tạo ra một phần phân cách ở phía trên. Tiếp tục để in ra thông tin của một mảng. Và thông tin của một mảng lúc này nó sẽ trả về một chuỗi. Như vậy chúng ta in ra một chuỗi thì chúng ta sử dụng readline. Tiếp tục gọi đến last array. Và chúng ta gọi đến phương thức toTrain. Và ở đây chúng ta truyền vào mảng mà chúng ta muốn in, đó là arrayGen. Chúng ta sẽ đưa vào đây. Bây giờ tôi sẽ thử thực thi lại mã nguồn này. Và chúng ta quan tâm phần tử cuối cùng. Đây là thông tin của mảng mà chúng ta in ra được. Và các bạn thấy thông tin này thì giúp cho chúng ta quan sát cấu trúc của mảng cũng khá dễ dàng. Nhìn ở đây thì chúng ta biết được mảng của chúng ta có 4 phần tử, lần lượt là Gen 2, BSB, Java và JavaRip. Như vậy, qua video này thì chúng ta đã biết thêm một cách nữa để xem thông tin của một mảng. Và cách này thì nó tương đối ngắn gọn và thực thi nhanh hơn so với hai phương pháp là chúng ta sử dụng vòng lặp for.